lệnh sơ tán khẩn cấp được quân đội Israel ban hành vào sáng ngày 13 tháng 10, yêu cầu 1,1 triệu cư dân miền Bắc Gaza di chuyển sâu hơn về phía nam dải đất này. Quân đội Israel nhấn mạnh lệnh sơ tán này được phát đi vì sự an toàn của người dân trên toàn dải Gaza. Tuy nhiên, đại diện WHO cho rằng lệnh sơ tán này có thể tước đi cơ hội sống sót mong manh của người dân Gaza, đặc biệt là với những bệnh nhân nặng cần đến sự chăm sóc đặc biệt trong các cơ quan y tế địa phương. WHO kêu gọi Israel thu hồi lệnh sơ tán người dân để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia có tầm ảnh hưởng lên tiếng để cố gắng làm giảm tình hình căng thẳng trên cơ sở tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Về phần mình, Hamas đã kêu gọi người dân Palestine ở nguyên trong nhà và đứng vững trong cuộc chiến tâm lý mà Israel phát động, khi cho rằng các mệnh lệnh chỉ gây hoảng loạn cho dân thường và khiến công tác cứu trợ càng trở nên khó khăn hơn nữa.